Tôi xin đọc câu hỏi tiếp theo. Có những đứa trẻ mới sinh ra rất ngoan, hiền. Có những đứa trẻ rất ngỗ nghịch. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt này? Tôi là Thiền gia Hoàng Oanh. Xin trả lời câu hỏi thứ tư của anh Nguyễn Việt An, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Có những đứa trẻ sinh ra thì rất là ngoan, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra rất là ngỗ nghịch. Bởi vì sao? Bởi vì đây là nó đi theo nghiệp của nó. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo.